Hello anh em, vậy là còn khoảng chục ngày nữa thì cái banner Tridal nó sẽ quay trở lại. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây trong cái thời điểm hiện tại này là chúng ta có nên quay cái banner này hay không? Trong video này tôi sẽ chia sẻ cái quan điểm của tôi về Tridal trước khi anh em quyết định là có nên quay hay là không. Intro nào. Đầu tiên ấy, chúng ta nói về vấn đề nguyên thạch đi. Đa số anh em thì đã dồn cái lượng nguyên thạch rất là lớn cho cái banner Venti này rồi. Nên cái cơ hội để anh em có được Venti này, sau đó là chúng ta lại quay cái banner Tridal này rất là khó. Cơ hội sẽ cao hơn đối với những anh em nào mà thứ nhất là anh em đã có cái Venti, banner Venti ngay từ đầu rồi nhá. Đã có này, cái thứ hai là trong banner Venti này thì mọi người quay 1-2 lần thôi, mọi người đã ra rồi. Thì cái việc mà nguyên thạch chúng ta farm từ event này, farm từ các sự kiện ấy, hoặc là các nhiệm vụ nó có lượng nguyên thạch bù lại đấy, thì chúng ta có thể là dồn cho banner Tridal sau cũng được. Thứ hai, chúng ta sẽ phân vân đến cái nhân vật xuất hiện ở cái bản 1.4 tới. Đó là 1.5 tới, đó là Ella và Dung Ly. Đây đều là hai nhân vật rất là mạnh. Ella thì chúng ta chưa được kiểm chứng, nhưng mà Dung Ly ấy, thì mọi người cũng không cần phải thắc mắc nữa rồi. Dung Ly là một nhân vật rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thứ ba, trong cái banner mới chúng ta sẽ có một nhân vật nữa, đó là Rosaria. Đây theo tôi đánh giá là một nhân vật làm support cho Tridal rất là ok. Thứ nhất là cái bộ kỹ năng này, thứ hai là cái việc phối hợp team ấy. Thì đối với Tridal ấy, Rosaria chính là một con support khá là ổn cho nó. Có lẽ đây là một cái điểm cộng nhà phát hành game muốn chúng ta là quay Tridal để lấy Rosaria hoặc là cả hai. Giống như kiểu là chúng ta sẽ quay một mà được hai đấy, quay Tridal được thêm cả một nhân vật mới nữa đấy. Thứ tư, cái lượng tài nguyên không còn nhiều. Cái này thì đến tầm 55 rồi, anh em dồn rất là nhiều con 90 rồi, anh em có thể hiểu được là cái lượng tài nguyên của chúng ta sẽ không còn nhiều đâu. Chúng ta sẽ cần rất nhiều tài nguyên cho những cái team của chúng ta đang build. Thường thì với tôi, cái team nào mà được yêu thích 10 rồi tôi sẽ bỏ ra và tôi sẽ dùng một cái team khác. Yêu thích chưa được 10, tôi sẽ lại chơi cái team đấy. Và nếu mà tôi đã chơi cái team đấy để lấy yêu thích 10, tôi lại phải build nó lên cái mức mà ổn ổn để có thể đi quét map này, hoặc có thể hơn nữa là chúng ta đi la hoàn. Đấy. Thì cái việc thiếu tài nguyên ấy nó xảy ra rất là thường xuyên. Nhất là những cái tài nguyên hệ vàng này, như là mấy cái này này, cái nâng thiên phú này, sách kinh nghiệm Mora. Đây là những cái mà nó thiếu rất là lớn. Sách thì chúng ta đi farm được, nhưng mà khá trầm cảm. Vì vậy nếu mà có thêm Tridal nữa thì cái việc ngốn cái lượng tài nguyên cũng khá khá. Bởi vì một nhân vật 5 sao build sẽ tốn hơn khá nhiều so với build một cái nhân vật 4 sao. Nên là nếu mà anh em lấy Tridal xong rồi mình không build, mình để vào một góc, thì nó cũng không khác gì là cái việc mình cho con đi lắc, đi đào khoáng vậy, rất là phí. Thứ năm, cái điểm này nó sẽ nói điểm cộng của Tridal. Thứ năm thì Tridal là nhân vật duy nhất trong game tính đến thời điểm hiện tại là có khả năng cộng 1 tấn công thường cho nhân vật trong đội. Đối với những cái người chơi Razor như tôi thì cái việc cộng 1 và đánh thường ấy nó rất là có ích. Đánh thường level 11 thì nó khá là xịn sò rồi, cái này không thể bàn cãi đối với Razor rồi. Thì đây chính là một cái điểm cộng tôi sẽ chia sẻ để cho anh em có thêm những quyết định là có nên quay hay không. Ví dụ anh em build những cái team kiểu team EQ thì anh em không nhất thiết là mình cứ phải sở hữu. Thế còn nếu mà anh em build những con đánh thường thì mình có thể sở hữu nó để cho hoàn thiện hơn cái khả năng build đam đánh thường của mình. Hy vọng với cái 5 điều mà tôi chia sẻ đấy thì anh em đã có những cái quyết định của mình. Còn với tôi ấy, thì tôi sẽ bỏ qua cái banner Tridal này để đợi hai cái banner tiếp theo. Cảm ơn anh em theo dõi video. Nếu anh em thấy video này thú vị này thì hãy cho tôi xin một like và đăng ký kênh.
Còn nếu anh em có những cái góp ý hay thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới, tôi sẽ đọc hết và trả lời cho anh em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.